cố về màn hình chỉ sau hơn một ngày sử dụng, được bán trở lại thị trường vào ngày mùng 6 tháng 9 vừa qua sau 5 tháng bị trì hoãn. Galaxy Fold, sản phẩm mở màn phân khúc thị trường smartphone màn hình gập của Samsung đã gây sốt và nhanh chóng cháy hàng tại thị trường Hàn Quốc, quốc gia đầu tiên mà sản phẩm được bán ra. Trước đó, Galaxy Fold được Samsung chính thức giới thiệu vào tháng 2 năm 2019 và dự kiến sẽ bán ra tại thị trường Mỹ vào cuối tháng 4. Tuy nhiên vài ngày trước khi sản phẩm được xuất xưởng, Samsung đã phải hoãn bán Galaxy Fold vì nhiều mẫu sản phẩm thử của chiếc smartphone này gặp sự cố vỡ màn hình tại vị trí gập chỉ sau ít ngày sử dụng. Với lần mở bán lại vào đầu tháng 9 này, Samsung cho biết đã thực hiện một vài sự thay đổi để giúp Galaxy Fold trở nên vững chắc hơn, đặc biệt là phần màn hình gập khi người dùng thường xuyên đóng và mở màn hình. Tuy nhiên, có vẻ như màn hình của Galaxy Fold không thực sự bền dù đã được cải thiện. Hitter khẳng định anh chưa từng làm rơi chiếc điện thoại cũng như không gặp lại màn hình khi có vật thể nào nằm ở giữa nghĩa là loại trừ khả năng sự cố xuất hiện trên màn hình bắt nguồn từ tác động của ngoại lực bên ngoài. Hitter dự đoán rằng có thể sự cố xảy ra khi anh đóng màn hình của sản phẩm lại quá mạnh, khi mà thiết kế của Galaxy Fold với hai phần màn hình không thực sự sát vào nhau khi được đóng lại. Vào thời điểm sản phẩm được bán ra, Samsung cũng đã cảnh báo người dùng không nên dùng một lực quá mạnh khi đóng màn hình lại để tránh áp lực gây lên phần màn hình gập.